Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với cả là Hùng Akia. Và chào người đến một video nữa về reaction TikTok của mình. Lâu lâu lại có mấy bạn khen mình là trông anh Hùng đẹp trai quá. Em rất thích nhìn anh Hùng, lướt anh Hùng reaction TikTok các thứ. Trông anh vừa đẹp trai, cười lại còn đẹp. Đấy là trong mơ tôi tưởng tượng ra thế chứ đéo đứa nào khen tôi. Nhưng mà sau rất nhiều lần tắm xong rồi tự nhìn vào gương, tôi lại nhận thấy là đúng là tôi cũng thấy được tôi đẹp trai thật. Mà đẹp trai thì chúng ta phải khoe ra cho xã hội biết. Thế nên là mỗi lần bây giờ mình lên video, mình sẽ phải tắm rửa, chải chuốt, trông cho mình nó ngon dai một tí. Chứ không thể nào để đầu tóc dựng ngược lên như kiểu lông lờ ngày xưa được. Cách đây khoảng 2 năm trước lúc mình mới làm video reaction thì to kê các bạn. Nhiều hôm tóc mình đéo thèm gội, dựng ngược hết lên mình vẫn ngồi lên reaction. Giờ nhìn lại mấy cái video đấy phản cảm quá các bạn ạ. Và cũng một phần là hồi đấy tóc mình bị hỏng nữa. Giờ tóc của mình đang rất là đẹp, rất là ổn. Nếu như thấy Hùng đẹp trai, xin hãy để lại một like. Còn thấy Hùng đẹp trai thì để lại một like đi. Yo, còn bây giờ ta sẽ cùng nhau đi xem reaction TikTok nha. Trước khi vào video này, nếu cả muốn dùng bất kỳ dịch vụ gì liên quan đến Shopify hoặc là bán food của mình, hãy bấm ngay vào link bio mình để dần ghim comment hoặc là phần mô tả. Và cũng như là Facebook, TikTok, Discord của mình, các thứ đều ở đấy các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video thôi. Nhưng mà thấy Hùng đẹp trai, nhớ để lại một like. Yo. Đây rồi, điều mà tôi trông mong nhất kể từ ngay từ cái phút đầu tiên tôi nhìn cái video này. Tôi đọc thấy cái các bạn đang trông vào điều gì là tôi biết ngay, tôi chỉ trông chờ thằng này nó ngã mẹ xuống mương thôi các bạn ạ. Và không ngoài dự kiến của tôi, được. Video thỏa mãn, cái phim hay, combat đã tay, để lại một tim. Ôi, trông giống rách vai. Cái gì đây? Ai đây quen quen vậy mọi người? Nó lại còn tắc đom đóm ạ. Nhưng mà hình như đây không phải là rách đâu đúng không? Đây, với cả là ông Sơn Tùng, ông đã bao giờ ông quen với rách đâu. Thề mình nghĩ hai người chưa bao giờ có cái trường hợp kiểu gặp nhau hay là chơi với nhau hay là cái gì quần què luôn ạ. Này nó như kiểu cây trần ở công ty ông ấy sao ta? Úi giời. Chứ bây giờ mà xếp Tùng với cả rách mà chơi với nhau thì mẹ mày đúng ác quỷ các bạn ạ. I think I found main character. Tôi nghĩ tôi đã tìm nam chính. What the fuck? Bro. Ui, ngầu vậy. Ngồi trên tảng băng trôi xong rồi nó trôi luôn mà. What the fuck? Bro. Ui, xong rồi lại còn hai tay đứt túi áo, xong rồi còn mẹ mày đội cái mũ của cái áo hoodie nữa chứ, trông mẹ giống mấy thằng nhân vật chính trong hentai vãi các bạn luôn. Thề. Tôi cũng muốn ngầu như này đấy, nhưng mà tôi chỉ sợ là nhảy lên cái tảng băng này xong rồi lát nữa tôi ngã tôi cắm đầu chúng tôi hoặc là không xuống được. Ê, cái này là Son Goku đúng không? Son Goku Super Saiyan Blue. Ai ơi đau quá cô ơi, ai ơi đau quá. À, chắc là ông này ông tính đánh vào đít con Son Goku, sao thằng nào kéo dây lên mày. Ôi, thằng nào kéo quả dây lên đúng lúc vãi cả đái luôn, thề vẫn dạy ác quỷ. Đen thôi, chứ đỏ tuyệt chủng thôi. Chỉ là một gọi là màn cầu hôn. Ok, màn cầu hôn. À, hình như mình từng xem một cái video ra ná như này rồi. Kiểu dàn cảnh bắt cóc ấy các bạn. Kiểu bên nước ngoài người ta hay chơi bạo, hay có mấy ông kiểu bịt mặt đến dàn cảnh bắt cóc, xong rồi thực ra đấy là cầu hôn. Bà người yêu gào kìa. Bà kia chắc đái mẹ quần rồi. Mình nghĩ là quả này bà này bái mà từ chối cầu hôn thì khéo mấy ông này bê bà này lên thay luôn đấy chứ. Bê lên xe thay luôn. Cầu hôn quả xong đột quỵ mẹ luôn. Cái này nó phải khóc vì hạnh phúc được các bạn ạ. Mẹ mày khóc vì sợ đấy. Mấy thằng bạn diễn cũng đạt đấy nhở. Tôi đau lưng quá, dán salon bắt không ăn thua nên đi khám bệnh. Tưởng thoát vị địa điểm lúc 19 tuổi. Hả? Ung thư? Từ
tại sao chúng ta lại edit cái hiệu ứng theo kiểu kỷ niệm của Facebook này, là kiểu rất là lạc quan yêu đời. Rồi lại còn thêm nữa là một cái quả nhạc nó cũng kiểu mẹ oppa cáng năm xài luôn. Ừ, nó là nhạc yêu đời đấy. Ung thư lympho là gì? Vậy là may rồi, ít ra bạn không bị thoát vị đĩa đệm, cảm ơn Chúa. Ê, tính ra là thoát vị đĩa đệm may hơn ung thư các bà. Trời ơi, cái chai nước anh ấy chọc lỗ ra cái ướt hết mẹ quần luôn rồi. Này, nước chảy ra ướt hết mẹ quần rồi này, tôi nhìn kỹ lắm nha. Khả năng là ướt và xịp rồi. Bây giờ là xịp nó sẽ bị hơi ướt ướt, xong nó sẽ dính dính. Bà thề luôn, mặc xịp mà bị ướt nước vào bên trong nha, rất là khó chịu. Giống như ở khi mà mặc xong đi bơi ấy, phải cởi ra ngay. Đặc biệt nha, là không nó sẽ bị thối chim đấy. Anh đề nghị là sau video này sau anh cởi ngay quần xịp cho em thối chim đấy nha. Ồ, thế xoáy nước này có bị bay vào hai ông này không? À, có vẻ là không rồi. Có vẻ người ta đi nhanh hơn tôi nghĩ. Cái này đợt nó hot trend cách đây khoảng gần nửa tháng ấy. Mình cũng muốn rủ người yêu mình làm vãi, nhưng mà người yêu mình ở xa các bạn ạ. Người yêu mình sắp sửa lên Hà Nội đi học rồi, nhưng mà hiện tại đang ở xa cho nên là bọn mình không làm được. Thế không, mình rủ người yêu làm trend này rồi. Nhưng mà thay vì là chai nước thì tôi sẽ cầm cái xô nước lên trên này các bạn ạ. Sau tôi hất cái cho ướt hết đầu người yêu luôn. Biết thế làm như vậy ngay từ đầu có phải nhanh không? Hơi đau đít với cả là hơi bẩn quần một tí thôi, nhưng mà đằng nào quần cũng bẩn rồi ấy. Như vậy đi cho nhanh anh. Ngay từ đầu đi mon men làm gì khổ. Ui. Vãi ơi, quả đấy là quả giật điện thoại đấy các bạn. Ui, ông ơi, tháo tay ông giật lấy cái điện thoại nhưng mà giật đéo được. Ui giời ơi, giật kém thế. Giật nó phải mạnh tay một tí kiểu phì cái này cái. Ông này ông giật nhẹ nhàng quá. Ông này ông giật nhẹ nhàng quá. Tuột tay, tay chắc hơi trơn, tay chảy mồ hôi rồi. Đề nghị lần sau bôi phấn rôm vào. Bạn này lại còn nói ê giật điện thoại chứ. Mà mình để ý hai đứa bạn đéo biết luôn nhá. Đây này, giật điện thoại xong hai đứa bạn. Một đứa thì đang ngồi, một đứa đang ngồi tô son, một đứa thì đang ngồi chỉnh tóc. Ê nói ê giật điện thoại xong hai đứa bạn vẫn kiểu ngơ ra. Ủa, là về mới dùng điện thoại hả? Nhưng mà thực ra là phần lớn cảnh này là hay có ở tại Sài Gòn đúng không? Không phải phân biệt vùng miền nha. Nhưng mà trước cái hồi mà mình còn chơi với Hero Team ấy, thì cái hồi đó mình là mini gu ấy, là mình cũng đã từng với bố mẹ mình đi vào trong Sài Gòn đi chơi. Xong rồi cái có bà nội mình đi cùng. Xong bà nội mình đi ở chỗ đầm Sen Khô ở trong Sài Gòn ấy. Xong rồi bà nội mình bị giật mất dây chuyền vàng, mất hơn chục triệu các bạn ạ. May là bà không bị ngã, tức là nó đi qua giật dây chuyền cái, thế là bà mình suýt ngã. Nhưng mà may là bà mình không bị ngã nhưng mà mất dây chuyền các bạn ạ. Thì hôm đấy cũng là ở đầm Sen Khô ở Sài Gòn ấy. Còn ở Hà Nội nói thật các bạn là mình chưa thấy giật đồ bao giờ. Tại vì thực ra là Hà Nội khá là khó giật đồ ấy các bạn. Giật đồ cẩn thận người ta bao vây, người ta quánh nhau ấy. Nhưng mà ở Sài Gòn thì cái nạn giật đồ này nó khá là thường xuyên, thành ra tự dưng bị quen ấy. Thành ra mình thấy rất hay bị dễ giật đồ. Và trong Sài Gòn mình đi mình không phải mình dám cầm điện thoại ở tay, sợ bị giật lắm. Sao con dừa nó cứ thò đầu lên này, nó muốn cắn ông này à? Các biết gì không? Con rùa nó mất 3 ngày để nó bò từ bên đường bên này qua bên đường bên kia. Nhưng mà ông này ông vừa bê con rùa đi một đoạn tham skip cho nó 3 ngày các bạn ạ. Tự dưng hôm nay mà rùa nhà mấy cái người thân của con rùa này lại bảo là sao hôm nay con này nó về nhanh thế? Bình thường là cả tháng nó mới về đến nhà cơ mà. What? Wait a minute. What? Tôi chưa bao giờ chạy nhanh hơn the trước đây. Fuck, kiểu ý là tôi chưa bao giờ chạy nhanh hơn lúc này. Chưa bao giờ chạy nhanh hơn lúc này á. Are you okay, ma'am? Con mẹ nhà bà nữa, bà đang ngồi xe lăn mà bà đứng lên bà chạy cái gì của ma ấy, mẹ vãi lên là vẫn đâu biết linh kinh à? Sợ vãi đái mẹ thề. Đang đi ngoài đường mà gặp một quả bà đang đi ngồi xe lăn thì thông bà ấy đứng dậy bà ấy chạy vậy. Kể cả là bà ấy chạy làm bất cứ cái gì tôi cũng phải chạy các bạn ạ. Thật sự bà ấy không đuổi tôi chạy đấy các bạn. Mẹ mình sợ vãi đái. Khiến kha thải lôn, nụn na sồn bùi, hiểu mà dạy cái lồn khám, tổm giam. Tính ra tôi chưa có một khóa học tiếng Thái nào và thực ra là tôi không xem phim Thái nhiều. Không xem đủ nhiều để mà hiểu nhiều tiếng Nhật. Ít nhất tiếng Nhật mình còn hiểu Kimochi, Yamete, Kidasai, Onishan, Iku, Iku, Moto, Yamete. Các thứ là tôi biết là cái gì. Nhưng mà tiếng Thái thì nói thật các bạn là tôi xem mấy phim tôi cũng đéo biết. Nhưng tôi vừa nghe thấy tiếng Việt các bạn ạ.
cái gì mà cái gì khám mẹ. Ừ rồi đây 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 các bạn nghe nhá. Hiểu mà dạy cái lồn khám tổm yam cạc liệt. Rồi ok, chúng ta còn có cả kiệt lạc nữa cơ, đó là cả mà tổm yam lồn lòi khe clean khai cạc lồn bím khai nửa xi lồn thâm. Cái ông mà đang nói tiếng Thái thì ông có biết tiếng Việt nó đọc như nào không vậy? Nếu ông biết tiếng Việt chắc ông trầm cảm lắm. Hả? Con kangaroo. Con kangaroo đâu? Nó mắc hai cái hòn. Nó mắc hai cái hòn mà thằng con trai nào cũng có. Nó mắc vào cái hàng rào ạ. Ôi mẹ mày. Nhưng mà tại sao nó lại có thể chổng ngược người để có thể mắc được hai cái hòn bi của nó vào trong cái hàng rào này được nhỉ? Sao nó có thể làm được nhỉ? What the fuck? Phiên đản Pharo mắc của Chen. Không, cái này thì Chen, à cái này thì đúng là Pharo mắc thật. Mẹ ơi, vãi hồi mấy ông ấy gọi là mấy ông ấy gọi là xếp hình với nhau thành có mấy cái đài phun nước luôn rồi gì nữa. Đang làm nhiệm vụ mà mở trưng bày tủ cảnh sát cơ động. Này nhưng mà mấy cái đồ cảnh sát cơ động này có mua được ở bên ngoài không nhỉ? Hay là chúng ta chỉ có cảnh sát cơ động thật thì mới được mặc mấy bộ này thôi nhỉ các bạn nhỉ? Giống kiểu đồ công an đấy các bạn. Không phải là muốn là mua được đâu, tại vì là mặc đồ công an mà không phải là công an là vi phạm pháp luật đấy. Nên thành ra là mình nghĩ là bộ cảnh sát cơ động này cũng thế. Thì tương tỏ là mấy ông này phải là cảnh sát cơ động thật chứ đúng không? Hôm nay đi vay, hôm nay đi vay. Đi vay. Ôi vay đâu, cho bắn bi à? Ôi vai cả nồi các bạn ơi. Ngày xưa bắn bi ấy, mấy thằng bạn tôi nó bắn được đủ các thể loại gọi là tay tiếc các kiểu không? Nhưng mà ngày xưa mình chỉ bắn được kiểu này thôi. Ngày xưa hồi ấy là mình bắn kiểu này. Ui ngày đấy là mình nhớ là bắn là đẩy bi nhau gọi là vào mấy cái lỗ ấy là sẽ được gọi là được bi của thằng đấy các bạn ạ. Về sau thì bọn tôi chuyển sang là chơi bài để lấy bi luôn, tức là chơi 3 cây xong rồi cực bi các kiểu luôn, chứ không chơi ấy nữa các bạn, không chơi bắn bi nữa. Em ơi, tính ra là nó chẳng có phản ứng mẹ gì giữa Pepsi với cả cái viên Mentos này luôn, sao em cứ oh my god thế? Mẹ khả năng là em này mẹ mày bị ấy rồi. Khả năng là em này bị lỗi hệ thống các bạn ạ. Đã đến một vùng. Rồi đổ. Đổ. Ôi tôi diễn sai kịch bản rồi. Em buồn tại ai nữa? Đồ chơi không cắt đi. Đồ chơi không cắt đi. Tại em chứ tại ai nữa? Ai à? Quát em luôn mà. Ui, bê cơm luôn. Ui, chăm chỉ thế. Ui, bê cơm ra, dọn cơm ra, đợi cả nhà ra ăn luôn ạ. Ui, đỉnh vãi. Thật sự luôn, ngày xưa mình là người ngồi ở đây giống con em này. Mình đéo làm gì luôn, mọi người bê cơm ra mình chỉ việc đớp vào, lâu lâu thì mình hỗ trợ mọi người là bê nồi cơm. Tại mọi người không dám cho mình bê mâm, sợ là hôm đấy là cả nhà đéo có cơm ăn các bạn ạ. Tại vì tôi dễ làm rơi lắm. Nhưng mà nồi cơm thì không sao ấy. À bé này nhá. Bé này nhá. Bé này đỉnh ấy, tôi cứ tưởng là đi cái xong làm rơi quả mâm cơm cơ. Có ai chờ thằng bé làm đổ cái mâm không? Tao đã suy nghĩ làm đổ mâm, thằng bé làm đổ mâm cơm, cứ tưởng thằng kia làm đổ mâm. Mẹ mày. Thằng nào cũng đi giống tao ấy nhờ chúng mày ơi. Rồi nó có in ra hình cái môi không? có, mỗi tội là nó hơi sai kịch bản một tí thôi. À! À, sao nghe
nghe tiếng tát con gà ở trong Minecraft mà tao lại thấy đau mày nhở. À, mẹ tiếng vẫn đây là tiếng dân làng bị đánh đúng không? Ui. À, ai ơi, một phát đau lưng, một phát đau chim, một phát đau háng và một phát đau đầu à? Minecraft. Ok, ủa? Mà cái chai này là làm bằng thủy tinh mà nó không vỡ à? Đập như thế mà không vỡ à? Ôi giời ơi, ra là nó bật chai sâm banh, cái này nó gọi là sâm banh đúng không? Nhưng mà sao cái chai này nó bằng thủy tinh mà đập thế mà không vỡ nhỉ? Mình tưởng là cái chai nó phải vỡ peng cái ra cơ. Ừ. Hình như là hai ông cởi trần solo chạy với nhau ấy. Mà ông bên phải đấy, ông chấp ông chạy lùi luôn. Ông chấp ông chạy lùi mà vẫn ngang cơ luôn. Ôi, cái này cơ mẹ. Bắt đầu tôi tưởng là hai người gọi là quất dây cho anh ấy, tất nhiên là nhảy. Hóa ra là một bên là chó à. Một bên là con chó à. Đình vậy này, chó chơi nhảy dây luôn mà. Vậy đây là video gốc của cái tiếng nhai à? Ăn ơi! Ui ngon thế. Tự dưng nhìn bị thèm thế là phải đặt xoài bao tử ăn rồi. Lâu mà mình không ăn xoài bao tử tại vì là mình sợ đau bụng các bạn ạ. Cái đề cợt này. Tao xem video TikTok chứ tao xem để bị chửi à? Tao xem để giải trí mà. Nếu hiểu sao đang xem video TikTok tự nhiên bị chửi ạ. Nhưng mà không sao cả. Mình cảm thấy vui bởi vì là ít nhất các bạn đang xem video này cùng mình cũng bị chửi cùng mình. Đúng không? Tất cả chúng ta đều bị chửi. Cái này là ra như fake à? Ôi giời ơi, ra như fake rồi. Đâu đừng có xem nào, edit như nào. Hôm trước mình vừa lướt cái story của cái Gia Như ở trên Facebook ấy. Nó đăng gọi là tin là đứng nhảy ở cái gọi là tiệm gấu bông. Mình bảo là ghê vậy, đi mua gấu bông luôn. Nó bảo không thích gấu bông, ra đứng gọi là ở tiệm gấu bông để lấy view đẹp để quay video thôi. Đúng là mất dạy. Đúng là xinh gái rồi mà còn bị dở hơi. Xong bây giờ lại còn đi ra quán người ta quay video và không mua cho người ta. Thế là không được. Tôi đánh giá vị trí của Gia Như nhá. Mà hình như là em Gia Như để thích tôi hay sao ấy. Mấy lần rồi cứ nói chuyện theo thể hiện theo kiểu là thích mình lắm. Mình luôn luôn bảo là không, Gia Như à, anh có người yêu rồi. Anh còn có hơn 8.000 cô vợ đang chờ đợi anh nữa. Anh không thể đến với em được. Anh xin lỗi. Nhưng mà hình như sau đấy tôi trần ra là tôi bị ảo tưởng các bạn ạ. Wow, mẹ thằng này nó fake Gia Như hay là mẹ nó là fan cứng của Gia Như, mẹ đăng nhiều thế, đăng còn nhiều hơn cả bản gốc mẹ luôn vậy. Chắc edit cắt giật giật. Con mẹ mày thằng làm video nhá. Thằng trước thì nó chửi tao, thằng sau thì nó dọa tao, thì mẹ tí nữa thì rơi con mẹ hồn ra ngoài. May là tai nghe của tao lúc nào bật âm lượng không quá to. Tai nghe của tao mà mắc volume thì mẹ mày quả này thì đúng là 1% cái thế giới này là đéo có tao. Tại vì đơn giản thôi, tao nghe âm thanh xong tao chết mẹ rồi. Hoặc là tao điếc mẹ ở đéo nghe thấy nữa. 1% cái đéo gì. Tôi đoán là cả 100% các bạn đang ngồi xem video đều nghe thấy cái nhạc đúng không? Mẹ mà như đấm vào tai ấy. Dừng được ốc sen cho 1 triệu. Ê, cái video này mình biết rồi. Con ốc sen nó sẽ đi gần đến cái hình, xong rồi cái tự dưng nó tốc biến qua một cái. Thế nên là bây giờ tôi sẽ dừng đúng lúc. Nhìn này.
đây rồi. À, mẹ nhà nó đã chạy nhanh thế. Từ từ, tao sẽ tua ngược video lại. Đúng rồi, tao sẽ tua ngược video lại. Kìa mẹ. Đây rồi. Ai đi coi mẹ? Mẹ cho nó con ốc sên. Đéo chơi nữa. Ok, và thôi, chắc video reaction của mình cũng sẽ xin phép dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thấy yêu quý, đừng quên để lại cho em xin một like đăng ký nhá. Và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo và chúc ngày tốt lành. Mẹ mày cay bọn ốc sên vậy đây. Giờ mà tao đi ra đường mà tao thấy con ốc sên chắc tao sút cho chết luôn quá.